Your cloud song on a rerun. Hãy chọn người sẵn sàng gội đầu cho em nha Sa. Và xây tóc. Chắc chọn số 1 hả? Chân thành của anh từ đầu chương trình đến giờ chính là minh chứng cho việc anh xứng đáng là người cầm bó hoa cùng em ra về. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Đây mới là bad boy nè mấy quý vị. Người ta chỉ có cái quản lý cho cái showroom ô tô của gia đình thôi. Nói câu nào này? Sắc lẻm câu đó. Oánh đâu là trúng đó. Đó. Nhưng mà oánh đâu thì phải trúng đâu chứ. Sao lại trúng đó nhỉ? Oánh đâu thì... Bởi vì oánh đâu trúng đâu thì nó mới là trúng. Ví dụ oánh xa thì trúng xa, chứ không có thể oánh xa trúng nghi được. Không, em đánh đâu trúng đó. Nó là một cái định luật vật lý khoa học của môn bi ra băng. Có nghĩa là từ bạn ấy đánh qua người ấy là ai mới trúng được xa, hiểu không? Dạ, yeah, băng như đó, băng như em. Đúng rồi. Sau khi xem clip xong thì em nghĩ là hôm nay liệu lúc nào mình có dịp cơ hội để xài cái này. Trời ơi, tôi thích nhỏ này thiệt. Nhỏ này nó hiểu tôi dễ sợ. Đúng. Đây mới là màu đỏ đây nè. Bây giờ giàu có như vậy rồi, cái mặt này tự tin rồi, ở đâu mà rảnh tới giờ này không có đâu. Làm quay cảm xúc này đi em. Mời bạn sủi cảo. Hashtag của Chí Tân là 3731. 3731 có phải là ba chìm bảy nổi rồi 33 rồi vô một người không? Gì vậy Tú? Dạ không phải. Sao mà hay vậy quá, áp đảo người chơi của người ta. Tại sao là 3731 ạ? 3731 ở trong tiếng Trung là chuyên sĩ chân gì, dịch sang tiếng Việt của mình đó là thành tâm thành ý. Trong tình yêu á, giữa hai người có thể là xuất phát điểm sẽ có nhiều cái sự trắc trở, nhưng mà chỉ cần cái sự thành tâm của cả hai thì chắc chắn là hạnh phúc sẽ đến ngay. Thành tâm thành ý. Khi mà mình thành tâm thành ý và mình chỉ hướng về một người nhưng mà người ấy không đáp lại cái năng lượng và tình cảm đó của mình, thì bạn có kiên nhẫn và nỗ lực theo đuổi hết mình không? Hết giờ. Cảm ơn em. Câu hỏi quá dài. Mời Đức Việt. Hashtag là Chiêu. Muốn chiêu thì phải xài chiêu hả? Trong tình yêu ấy, người con trai luôn có các chiêu trò để lấy lòng người con gái. Còn đối với em thì chiêu của em đó là chiều người yêu. Nếu trong tình yêu mà lúc nào cũng dùng chiêu thì có phải là tốt không anh? Thực ra đấy chỉ là bước khởi đầu thôi. Còn sau này nếu như bạn nữ cho mình cơ hội tìm hiểu thì lúc đó mình sẽ phải dùng sự tử tế và sự chân thành. Nhưng mà em dùng chiêu buổi chiều thì buổi tối em dùng cái gì? Tối thì chắc là để mọi người tự hiểu đi ha. Không, rất chân thành. Nếu như mà người yêu của mình làm nhiều việc mà mình cảm thấy vô lý, cảm thấy sai thì mình có vẫn chiều họ không? Em nghĩ là khi đấy thì em sẽ ngồi em giải thích cho bạn nữ. Bởi vì khi mà yêu nhau thì chúng ta phải có sự liên kết đối với nhau mà. Nhưng mà nếu em thấy sai nhưng mà bạn nữ không thấy sai thì em làm sao? Đối với em thì người yêu của em luôn đúng. Vậy em có phải chủ quán cà phê một buổi chiều? Hết giờ. Một cái câu hỏi mà tôi nói là tiêu diệt mọi cảm xúc. Cảm ơn tụi em.
Mời Đức Việt. Chào Sa, anh biết ở ngoài kia anh có thể là một người có nhiều chiêu, nhưng mà anh nghĩ ngay tại thời điểm này thì anh không cần phải sử dụng một chiêu nào cả. Bởi vì sự chân thành của anh từ đầu chương trình cho đến giờ chính là minh chứng cho việc anh xứng đáng là người cầm bó hoa cùng em ra về. Chết rồi. Tức là tôi, ý là em single chứ đâu phải single. Hay là ý là em vẫn độc thân? Ừ, chắc nó cho cái áo não của là em sao? Ơi. Ồ. Ồ. Thật hả? Đây là áo để em mặc về nhà phải không ạ? Còn nét diễn anh. Thôi ơi, chết rồi. Không lẽ có một xanh duy nhất? Oh my god! Không, chương trình lừa rồi, không phải đâu. Nắm tay không có chắc nha anh. Em là ai? Dạ em là bồ anh này. Ai không biết, tôi hỏi ổng kìa. Bồ anh này á hả? Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến ban cố vấn, anh Trấn Thành và toàn thể khán giả của chương trình Người Là Ai. Xin tự giới thiệu, em là Đức Việt. Hiện em đang là quản lý showroom ô tô của gia đình mình. Cởi áo ra được không? Sau lưng còn chữ N đúng không? Tôi không tin cô đâu. Chắc tô xa đấy. Cởi đồ ra được không? Tay bây giờ không tô xa là tôi sẽ cho cái này toxic nữa nhá. Đấy. Đấy. Quá là dễ có hậu thương đi. Rồi. Trời ơi. Đẹp đôi đấy. Xinh. Em là ai? Em ấy. Như vừa nãy em đã giới thiệu rồi. Bây giờ phải giới thiệu lại chứ. Mình sử dụng chiêu lên. Thực sự bây giờ run quá, em cũng không biết dùng chiêu gì bây giờ. Em chỉ cần nói đơn giản thôi, tôi là người độc thân thế thôi chứ cần gì nữa. Em vốn vẫn là người độc thân, xanh lè từ nãy giờ rồi anh. Thế em nghĩ gì về nữ chính của tôi? Bạn ấy thực sự là một bạn gái rất là đúng gu của em. Thế gu của em là gì? Phải chia sẻ thật là em muốn bạn gái của mình có thể là bạn ấy không cần phải kiếm tiền nhiều hay là trở thành trụ cột của gia đình. Nhưng mà em luôn muốn là bạn ấy cũng phải được đi làm. Bởi vì khi mà một người có sự tiếp xúc với xã hội, suy nghĩ của người ta sẽ khác. Thế cùng suy nghĩ tôi đấy. Hay quá. Khi mà Châu xem các video của bạn hay là những cái chia sẻ của bạn đó, thì cảm giác như bạn là một người mà gần như là có tất cả rồi. Và mình rất là tò mò, không biết là một bạn muốn là có một cô gái đồng hành để có thể cùng phát triển hay là để có thể khơi gợi cái điều đó ra từ bạn. Thực sự thì bảo là người có tất cả thì em nghĩ không phải, bởi vì biết thế nào là đủ. Và em luôn muốn là mình ngày càng hoàn thiện để phát triển tốt hơn, từ đó cũng trở thành một chỗ dựa cho bạn gái. Hay quá.
Và Sa ơi, dạ, bây giờ em nghĩ gì về bạn trai cho anh biết cái cảm xúc của em thế nào? Em cảm ơn ạ. Thật sự thì em để ý đến anh ấy vì là anh ấy là người duy nhất trong clip giới thiệu có nhắc đến bố mẹ. Và em là một người hầu như thời gian của em là dành cho người thân và gia đình. Khi mà em yêu một ai đấy thì em cũng coi họ như là người thân của mình. Thì nếu mà em có thể trở thành một người quan trọng trong lòng bạn ấy thì em nghĩ là em cũng được trân trọng như vậy. Và em muốn những cái điều đấy. Cảm ơn em, cảm ơn em đã chọn anh. Là em là gu của người ta, nhưng mà người ta có phải nằm trong cái gu của em không? Em nghĩ là có, nhưng có mỗi một chuyện là bạn ấy không thích tốc độ. Thì em là một bạn rất thích tốc độ. Đính chính lại ngay là có thích tốc độ hay không? Anh không thích tốc độ, nhưng mà anh hoàn toàn có thể trải qua cuộc đua cùng em mà. Anh chẳng có gì ngoài ô tô để trải qua cuộc đua ấy cả. Chẳng có gì ngoài ô tô cả. Anh không thích tốc độ nhưng mà anh có phương tiện, đúng không? Anh không có tốc độ nhưng anh biết cách tạo ra tốc độ. Ok, và tốc độ gì thì tùy vào bọn em nhá. Tôi thấy là cô gái này còn cười tươi hơn cô gái trong cái hình nữa. Dạ, lung linh hơn rất nhiều nè. Dạ, tại vì cô gái trong mình không có cái đầm này. Không có chàng trai đứng bên cạnh. Đó. Tại vì cái đầm của em á, em giống như một cái đèn chùm á, nhưng mà nó thiếu cái bóng đèn. Thì cái công tắc len đó nó sẽ làm là cái bóng đèn của em, để cho cái đèn của em tỏa sáng rực rỡ hơn. Đó. Ủa ở đâu mà có cái đường link hay vậy? Nhưng mà chị hy vọng rằng là cái hành trình sắp tới của tụi em phải tận hưởng mọi khoảnh khắc. Dù là nó có ngắn hay dài nó không quan trọng, quan trọng là em có hạnh phúc và sống trong cái giây phút đó hay không. Bây giờ là thế là kết thúc hoa hậu đấy. Wow, quá chưa? Là hoa hậu đi à. Quá là đẹp đôi luôn. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.